Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là mình đang ở trong cái khu rừng. Các bạn có thấy cái khu rừng này rất là quen thuộc đúng không? Thì ngày hôm nay tụi mình có mặt ở đây để mà thực hiện một cái nghi thức, đó là triệu hồi ông già Noel. Tuy nhiên là ở cái nghi thức này á, mình không cần phải triệu hồi vào lúc 12 giờ khuya, mà mình triệu hồi vào lúc chập choạng tối nha các bạn. Các bạn có thể thấy ha, đó, cái khu rừng này rất là âm u. Đây, ở đằng xa ngoài kia là thằng Duy nó đang đi kiếm củi để mà đốt lửa sưởi ấm các bạn. Ở trong rừng giờ này nó rất là lạnh luôn á. Lạnh quá trời lạnh luôn các bạn. Còn thằng Linh thì nó chạy qua bên kia thì nó nhặt mấy cái cành củi khô nữa. Chứ ở đây toàn là củi tươi không à. Các bạn có thể thấy không? Đây là nguyên một cái rừng thông. Và cái quan trọng nhất để mà thực hiện cái nghi thức này, đó là mình phải có, thứ nhất là mình ở trong một cái rừng thông, thứ hai là mình phải có những cái cây thông á, để lát nữa mình vẽ lên cái chữ Santa, đó là tên của ông già Noel đó các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi lại kia và phụ Hằng Duy chuẩn bị một số thứ cho cái nghi thức triệu hồi ông già Noel này nha. Các bạn, tụi mình đang quay thì đột nhiên tiếng chó nó sủa quá trời luôn. Đó, các bạn nghe không? Trời hơi tối nha, tụi mình chưa có mở đèn lên nữa. Lại là mở đèn lên đi Duy. Cắm cắm. Trong rừng mà nó tiếng chó nó sủa vang vọng nghe ghê thiệt chứ. Thấy đường không? Để tao bật cái đèn. Đó, các bạn có nghe tiếng chó sủa không? Cũng như nó, chó nó sủa mà nghe cái tiếng nó vang vọng muốn xung quanh mình luôn á. Âm nó vang với ơi, mà thằng Linh đi đâu nãy giờ chưa về ta? Nó đi nãy giờ cũng 20 phút hơn rồi á. Ở trên đây không có sóng nha mọi người. Không có gọi, không có làm gì được hết trơn á. Bây giờ đã là 5 giờ, gần 6 giờ rồi. Mới 6 giờ. Thứ 3, 24 tháng 12 gần 6 giờ mà các bạn thấy ở trong rừng không? Nó tối thui hết luôn nè, tụi mình phải bật đèn lên á. Tính không có tín hiệu. Mà trong khi đó mày để hồi tối ăn nè các bạn. Trong khi đó thằng Linh nó đi nãy giờ cũng khá lâu rồi á, mà chưa thấy nó về nữa. Má cũng gần 20 phút rồi. Mày nghe tiếng chó sủa không? Hay là thằng Linh nó đi vô trong trong củi nhà người ta? Vẫn chưa thấy tín hiệu. Ê kìa, hình như nó về. Phải nó không? Đó, tao thấy có đèn xe kìa. Ôi ơn trời nó đây rồi, tưởng nó đi đâu bị bắt luôn rồi chứ. Cái này nó âm u ghê luôn các bạn. Ở đây là ngoài tụi mình ra là không còn một người nào luôn á. Chạy qua luôn đi. Bây giờ cái video này mà được 30.000 like, Team Workshop sẽ đi lên trên rừng ở trên đây luôn, làm cái thử thách 24 giờ trong rừng cho các bạn xem luôn. Hứa luôn. Ok. Ê xuống đỡ phụ phụ củi nữa. Đâu rồi, cây củi đâu rồi? Củi đó, cắm rồi nha kìa. Bây giờ tụi mình đi ra ngoài đây, tụi mình lụm củi vô để đốt nha mọi người. Trời lạnh quá, thở ra khói luôn á. Như vậy? Còn không? Hết rồi. Còn cây tuốt ngoài kia là cây bự giống vậy mà rớt xuống ngoài kia mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Lạnh như điên á. Mẹ mặc áo khoác mày. Tại nãy áo khoác cái dưới mặt chạy, tao bẻ củi được, tao lấy cỡ ra. Rồi ok, như lời của ông Duy nói thì nếu mà cái video này đạt được 30.000 like, nhóm của tụi mình sẽ lên đây và thực hiện cái thử thách ngủ trong rừng. Đây các bạn, mình đã làm xong rồi nè. Chữ Santa nha các bạn. Các bạn có thể thấy không? Nè, thằng Duy nó xếp thành cái chữ Santa. Santa là tên của ông già Noel nha. Đó, và đây là một cái bãi đá này là một trong những cái quan trọng để mà thực hiện cái nghi thức này. Còn bên đây thì thằng Linh nó đang chuẩn bị củi nha. Đốt lửa sưởi ấm mọi người ơi. Lạnh quá. Ở đây có sẵn mấy cái cục đá rồi. Đã có lửa rồi nha mọi người. Ôi mừng quá, mừng quá. Trời ơi, nó nóng như trời. Tôi lòng. Trời nó lạnh như điên ấy các bạn. Đây. Lửa luôn là một thứ rất là quan trọng trong cuộc sống ha. Ban đêm đốt lửa cũng có thể đủ được thú dữ nha các bạn. Mà đây nhất là muỗi nữa, các bạn thấy khói không? Đó, khói nó bốc lên quá trời luôn. Cái trình độ mùi lửa tao càng phản lên mùi. Các bạn nghe nó xèo xèo không? Đã ghê không? Bây giờ mà có một ký sườn cây nướng ha. Mày biết sườn giờ là đại gia mới ăn được mày. Giờ mày muốn ăn sườn mày phải đại gia đó ba. Biết lắm á, ăn được sườn đó ba. Rồi các bạn, ở đây cái nghi thức này mình sẽ cần đó là sữa và bánh. Đây,
sữa và bánh nha các bạn. Tại vì theo cái truyền thuyết ở bên những cái nước mà châu Âu và Mỹ á, thì ông già Noel khi mà vào nhà mình thì ông ta sẽ ăn miếng bánh uống miếng nước, ăn miếng bánh uống miếng sữa và sẽ cho quà vào đôi vớ cho trẻ em, và xong ông ta sẽ đi ra ngoài. Đây đây, mình cho các bạn xem. Đây là cái bịch bánh nha mọi người. Bánh không phải là chocobai đâu nha. Mình đi mua chocobai mà nó đưa ra cái bánh. Cái này là bánh giả rồi. Ừ, chocovien má. Mình giả không là không ăn, chửi chết luôn á. Rồi, mình sẽ cần thêm 8 cây nến. 8 cây nến này nó tượng trưng cho 8 con tuần lộc của ông già Noel. Và mình mỗi lần mình đốt một cây nến, mình sẽ đọc tên của tuần lộc nha các bạn. Rồi, đây, đây là cái cây thông nha các bạn. Gỗ thông mình sẽ dùng để vẽ cái vòng tròn này, và mình sẽ ngồi ở trong vòng tròn mình thực hiện nghi thức. Và sau đó mình ở đây mình có một cái tờ giấy trắng và một cây bút, thì bút đâu rồi? Một cây bút đỏ để mình vẽ cái biểu tượng của ông già Noel trong đây, dùng làm cánh cổng để triệu hồi ông già Noel lên nha các bạn. Thì rồi bây giờ mình sẽ thực hiện nghi thức luôn. Trước khi thực hiện thì mình cho các bạn xem. Đây, đây chính là bãi đá mà thằng Duy nó sắp xếp nha. Các bạn thấy được cái chữ Santa không? Đúng rồi, đâu thấy được đâu, tại mình đứng ngược mà. Nè, quay ngược lại nè, thấy chưa? Chữ S nè, chữ A nè, chữ N nè, chữ T nè, các bạn thấy không? Và đây cuối cùng là chữ A. Santa là tên của ông già Noel nha. Rồi, bây giờ Duy sẽ thực hiện cái nghi thức này luôn. Rồi, ok, bắt đầu. Vẽ luôn đi. Vẽ luôn hả? Rồi, xong. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ nha các bạn. Đây. Vẽ rõ rõ lên nha. Các bạn lưu ý là cái cành thông để mà mình vẽ bắt buộc phải có lá. Thấy chưa? Thấy gì nó đang cầm không? Giống như là cái bút nha các bạn. Mà các bạn có thấy cái bút mà người ta sử dụng không? Nó có lông riêng ở trên đó đó. Vẽ đồ lên, đem lẩm lên. Rồi. Để cho đồ chưa? Rồi ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ lên cái tờ giấy này, mình sẽ vẽ lên tờ giấy này nha các bạn. Đây. Cuối cùng gì nó cũng đã vẽ xong rồi. Đây mình cho các bạn xem đúng chiều nha. Mặc dù nó không được giống như trong hình nhưng mà cũng 90 giống 90 rồi. Chắc 90. Rồi, okay. Ok. Tiếp theo. À khói quá các bạn ơi. Nè, khói từ cái bếp là nó bay ra quá trời luôn. Rồi, mình sẽ mình sẽ đặt 8 cây nến. Ừ, 8 cây nến. Bây giờ linh qua. Rồi các bạn, ở cái nghi thức này bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đốt đèn cầy lên. Và mỗi lần mình đốt một cái đèn cầy, mình sẽ đọc tên một cái con tuần lộc của ông già Noel nha các bạn. Và mình sẽ đốt đèn cầy theo cùng chiều cái đồng hồ. Xong này mình sẽ để cái bánh và cái ly sữa lên trên cái này. Và sau đó mình gọi ông già Noel lên. Lúc đó thì nếu như nghi thức hiệu lực, chúng ta sẽ thấy được những hiện tượng của ông già Noel. Ok, bây giờ bắt đầu. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen. Giống như tiếng ông kêu vậy. Đó. Nghe mày không? Nghe. Comet, Cupid, Donder, Blitzen. Còn gì nó đã hết, đốt hết tất cả 8 cái cây đèn cầy tượng trưng cho 8 con tuần lộc nha. Ê, ở ngoài sau bị tắt hết kìa. Ôi sao đúng cái này nó tắt hoài luôn ta. Ừ. Này thấy cây bên đó nó khắc tắt á. Còn đó thứ 5 á. Đây là Comet. Nãy giờ mấy kia cũng ế xích qua xíu chứ. Xích qua đây xíu chứ. Ừ. Ok. Đây, nó lại tắt nữa. Nữa. Độ phỏng cây đó không cháy là không cháy luôn á. Cái con Comet này. Sữa này là sữa thật nha, chứ không phải sữa giả gì đâu nha. Bánh thì có thể bánh bánh đậu. Cái bánh bà nội. Mày chị tao mua bánh là kêu chocobai rõ ràng á. Nhiều vậy. Không tin mày cầm cái bánh là mày coi cái hiệu gì. Mày uống luôn đi. Chocobai bên đời. Ê, quán 7 đưa, 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 đưa cho. Có. Mày sao đấy? Ừ. Nó uống luôn rồi các bạn. Ừ. Rồi. Đốt lần này nữa thôi nha. Ừ, má cái đèn trắng này. Tại vì cái khi mà tôi đọc xong cái đọc tin cái bài chú mà gọi ông già Noel ra thì cũng phải thổi cái này xong rồi đọc tên nó lại á.
cái bà đó không cháy là không chết này. Và ok, bây giờ cái câu chú đó chịu không nhà Noel. Và bây giờ mình sẽ cầm cái nến lên và mình sẽ thổi và mình sẽ đọc tên của những con tuần lộc lại một lần nữa nha các bạn. À, đặc biệt phải đọc đúng tên nha. Đúng rồi. Dasher. Thổi luôn. Dancer. Prancer. Vicen. Chết mẹ rồi. Mẹ rồi, sau cái này là Vicen. Thấy chưa, người ta nói cái cây này đầu mày cãi. Mà nói hồi cãi đó, làm nó xong luôn. Thì lỡ làm vậy là nó chứ phải bên đây. Mày đã thổi rồi, thấy chưa? Mày có nói cây này gì mới cãi. Cây đó cô mét đúng không? Vậy đây, con này là cô bích nè. Cô bích. Donder. Ủa vậy mày bỏ lỗ hết con rồi. Blitzen. Chưa đọc cô mét. Mày bỏ con cô mét rồi. Cô mét. Ok các bạn. Rồi đi vòng. Xong rồi hả? Đi vòng tròn. Ok các bạn. Mình đặt cái camera phụ. Ê lộn, mình đặt cái camera ở đây nha. Cầm nãy giờ mỏi tay quá. Dancer. Dasher, Prancer, Vicen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen. Nó đi vòng vòng chóng mặt luôn á các bạn. Thấy mệt thì nó. Đặt camera xuống, mày muốn đi mấy vòng mày đi. Ôi, ôi. Nến tự cháy vậy. Má sao nó sáng lên. Mà nó sáng theo đường theo cái hướng chiều hướng nãy tao đốt luôn á. Thì đó. Ê nhưng mà sao còn một cái kìa. Cái cây đó nó không cháy là không cháy luôn. Ngay từ đầu là nó đã rất là khó cháy, bây giờ nó không thèm cháy luôn. Mấy cây này cháy hết rồi nè. Mấy cây đó sao không cháy? Ủa. Đúng má. Vậy là nghi thức thành công hả bay? Cũng có thể là nó thành công đó. Ê. Tao mới vừa thấy cây bịch bánh. Ừ, nó nhúng nhích thì gì á. Nhưng mà còn ly sữa vẫn bình thường. Đây mình cho các bạn xem nè. Cái ly sữa vẫn bình thường nha. Hồi nãy là mình thấy cái bịch bánh nó nhúc nhích á. Sao giờ nó im re rồi ta? Tao đọc nghi thức thôi mà tao không có biết được cái hiện tượng mà khi cái ông già Noel lên là sao. Ủa nhưng mà mình để đèn mình đốt lửa thì chắc không có gì đâu. Ông già Noel đâu có gì đâu, ông hiền mà. Ừ. Cho ông lên cho quà. Cho gì giờ? Cho gì giờ? Cho gì? Cho cái búa. Giặt đầu tụi bay hết á. Ê. Cái. Ê. Tụi má. Cái tiếng. Tiếng lá nó đang chạy từ kia chạy lại hả? Nó rung tung kìa. Ê. Chạy qua đây mày. Dì chị chạy qua đây chứ. Sao nó có thể mà nó chạy tới vậy được ta? Má có khi nào không phải là ông già Noel không? Làm sao không được, phải được. Tao trên cái deep web nó nói là cái hình này là triệu hồn nhà Noel mà. Ơi, đi qua coi. Tao thấy hồi nãy bên đây nè. Cái tiếng nó vọng bên đây nè. Thằng Di nó cầm cây củi đi trước đi. Cái tiếng mà nó chạy là đúng ghê luôn á trời. Hết tiếng rồi. Nghe rất là rõ luôn á mọi người. Nghe giống như gió thổi mà gió thổi sao không. Mày đi sai với gì? Đập cứt cùng mẹ cầm theo cây nè. Ừ, không thấy được gì nữa đâu. Ê, mẹ không lấy cây đèn mày. Đèn đâu rồi mày? Kìa, bên cái cây kia. Ồ, khoan. Gì? Tao thấy có cái gì đó sai. Ê, cái đống đá của tao.
What the fuck? What? Hà đèn một nắp xuống. Rồi. Sao mày vô cái vòng mày đứng mày? Quên. Nãy tao viết hành chữ Satan mà sao giờ nó ra hình? Satan luôn. Satan hả? Satan có khi nào là con quỷ không? Con quỷ Satan không? Ôi thấy mẹ rồi. Đây cũng mà... hay là cái hay này. Là cái nghi thức lộn rồi. Đúng rồi. Ủa, hồi nãy mày đọc cái sai cái con mấy cái con tuần lộc á. Với lại hay là cái tụi nó trên deep web nó troll mày. Ừ cũng có thể cái là hình, nó troll mày quá. Cái hình này nhìn ghê ghê sao tại sao là tại chị họ nhà nó én được. Cái hình này sao mà chị bởi tao thấy cũng kỳ kỳ nè. Tại vì cái hình này mà sao tụi họ nhà nó én được. Cái hình này mà sao bây giờ nó én mày? Mà nhìn ghê không? Nhìn nó quỷ ma mị sao? Hai cái này. Ê, đúng rồi, hai cái này là hai cái sừng hả? Ờ cái này có khi nào là hai cái sừng không ta? Còn cái này là cái thanh giá ngược nè. Ê, ủa, ta không để ý luôn á. Đây nè, trên đây gạch xuống là thanh giá ngược á. Ờ đúng rồi, cái thanh giá ngược này. Cái gì vậy? Bắt được phát. Mày xé cái này ra coi lên. Ê. Sao phải ngọt con nữa vậy? Cái gì vậy ta? Bịch bánh còn y nguyên mà. Nè, tao mới xé nè. Ủa sao kỳ vậy? Ủa cái bánh ai bán chị ta? Cái này đánh giá ngược hả? Mày đừng gọi vô đó, nó chá lắm. Ôi. Không ổn rồi. Ok, bây giờ tính vậy đi. À, đốt cái tờ giấy đó xong rồi tắt hết tất cả các nến và mình phá cái đống đá này ra. Nói chung là mày phá làm sao mà cho nó đừng cái chữ Satan nữa. Thôi lào lẹ đi mấy ba. Tắt đi, tắt hết nến đi. Đây các bạn. Nó nhìn giống như cái người nào mà đang đứng vậy. Các bạn nhìn kỹ nha. Giống như có một người. Ê, cái này nó là nhựa đó chứ. Ê, không giống phải giống như có bầu. What the fuck? Đây nè. Cái này là nhựa chứ không phải là sơn đâu. Nhựa nha các bạn, đây nhìn kỹ không? Giống như là có một cái người nào đó. Thôi gớm rồi. Thôi. Rút. Về. Ok, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hay là chào tạm biệt mọi người nha.